Kim Liên chào các bạn nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bạn một món quà rất là đặc biệt, đó là hộp đựng răng sữa siêu đáng yêu dành cho bé. Hộp đựng răng sữa bao gồm hai mặt. Mặt trên là profile gồm tên, ngày tháng năm sinh, cân nặng, chiều cao, nhóm máu và chùm sao. Mặt dưới thì mô phỏng hai hàm răng rất là ngộ nghĩnh. Và còn có cả vị trí lưu giữ được tóc tơ dây rốn cho bé nhà mình nữa đó ạ. Ngoài ra thì các môn có thể ghi chú nhanh được ngày tháng thay răng sữa và nguyên nhân thay răng của bé theo các cách riêng của mình. Ồ, nghe có vẻ thú vị các bạn nhỉ. Bây giờ thì mời các bạn cùng em lưu giữ những kỷ niệm của Coupon và bé nhím nhà em nha. Thay răng sữa là đánh dấu một giai đoạn trưởng thành rất là quan trọng của bé. Vì vậy các mẹ đừng bỏ lỡ mà thay vào đó hãy cố gắng lưu giữ thật nhiều kỷ niệm, ký ức đẹp về con của mình nha. Hộp đựng răng sữa không chỉ giúp ta lưu giữ những thông tin của bé mà chúng còn giúp ta lưu giữ được những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho bé của mình.